Rất kỳ đôi song. Việt Nam tại sao đàn ông lại cảm thấy mình ham muốn nhất khi thức dậy vào buổi sáng, còn thanh nữ lại hưng phấn lúc mở màn đi ngủ đêm hôm? Và tại sao vào lúc khuya, khi nữ giới đang có tâm trạng giàu dạt yêu mến thì còn nam giới lại chỉ muốn kéo bể lò rèn? Tất cả mọi chuyện đều cầm nguồn từ hormone. Tại sao đàn ông lại cảm thấy mình ham muốn nhất khi thức dậy vào buổi sáng, còn thanh nữ lại hưng phấn lúc mở màn đi ngủ đêm hôm? Và tại sao vào lúc khuya, khi nữ giới đang có tâm trạng giàu dạt yêu mến thì còn nam giới lại chỉ muốn kéo bể lò rèn? Tất cả mọi chuyện đều cầm nguồn từ hormone. Bài viết dưới đây sẽ giúp chúng ta lý giải tại sao giờ giấc trong ngày lại có tác động mạnh bạo đến nhu cầu ân ái của gamer thủ. Buổi sáng 5 giờ, ngay trước khi các quý ông mở mắt vào buổi sáng, mức cholesterol trong cơ thể đạt đỉnh hơn bất kỳ giờ khác nào khác trong ngày. Đó là bởi vì tuyến yên trong não đàn ông, cơ quan cầm quyền điều chỉnh việc phát triển hormone sinh dục nam, đã bị chuyển mạch vào đêm hôm và lượng cholesterol tăng đều đặn cho đến buổi bình minh. Phụ nữ cũng phát triển testosterone hormone chính chỉ dẫn tình dục nhưng chỉ phát triển bằng một phần nhỏ. Nó cũng giữ sự cân bằng bởi estrogen hormone sinh dục nữ và progesterone hormone duy trì thai kỳ. Ashley Rothman, giáo sư về thần kinh quản nội tiết tại Bệnh viện Bartholomew London, Anh, cho biết đàn ông chỉ cần một lượng testosterone bình soàn cũng có cảm giác như đang hưng phấn. Sự tăng thêm lượng testosterone vào buổi sáng nghĩa là phần nhiều đàn ông sẽ thức dậy khoảng 2-3 lần tuần với trạng thái dương vật cương cứng. 6 giờ, bạn có ngủ ngon không vào giờ đó? Giấc ngủ tốt có thể là một lý do làm cho đàn ông cảm thấy ham muốn hơn vào buổi sáng của ngày hôm sau. Các nghiên cứu giấc đã tìm hiểu ra rằng nếu đàn ông có giấc ngủ dài và sâu hơn thì lượng testosterone của họ sẽ cao hơn. Nghiên cứu giấc trên tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ AMA đã cho thấy rằng một giấc ngủ kéo dài 5 tiếng đồng biển có thể làm tăng thêm lượng testosterone ở nam giới thêm 15%. 7 giờ, bên cạnh đó mức độ hormone tình dục của nam giới đạt điểm cao nhất lúc vừa tỉnh giấc, thì thanh nữ lại có lượng hormone tình dục thấp hơn. Bà Gary Ledoni, cố vấn lương y phụ khoa tại Bệnh viện Sanquen Anh Quét Birmingham Church, Anh, nhìn nhận, lượng testosterone ở nam và nữ đều đạt đỉnh ở hai đầu của ngày. Buổi sáng thanh nữ cần nhiều hơn hormone để phô đạt sự hưng phấn, do đó đàn ông cần phải cố gắng hơn. Thay vào đó, sự tăng giảm hormone của thanh nữ soàn đi theo chu kỳ tháng của họ hơn là chu kỳ ngày. Tại điểm cao của họ ở khoảng giữa chu kỳ, lượng testosterone của thanh nữ sẽ cao hơn 30 lần so với lúc khởi đầu. 8 giờ, bạn đang chuẩn bị cho một ngày làm việc bận rộn. Cả đàn ông và thanh nữ cùng chuẩn bị cho ngày, lượng hormone trầm cảm cortisol tăng lên khiến họ tỉnh táo, đồng thời nó cũng làm giảm tác động của hormone sinh dục. Lúc này cùng với các sự kiện căng thẳng trong ngày thì các nghiên cứu giấc đã cho thấy rằng nó sẽ làm giảm nhu cầu ham muốn tình dục ở cả hai giới. 9 giờ, khoảng thời gian này, đàn ông sẽ giữ ổn thỏa lượng testosterone trong tinh hoàn của họ. Hormone cũng rất quan trọng trong việc làm kích hoạt sự tăng trưởng cơ bắp và sản sinh tinh dịch. Mặc dù phần nhiều đàn ông soàn không hay biết về nó, lượng hormone sinh dục tăng hay giảm theo lẽ tự nhiên với mỗi 90 phút lần diễn ra trong ngày. Giờ trưa 12 giờ, khi nhìn thấy một đồng nghiệp quyến rũ, hormone sinh dục ở đàn ông sẽ không phát triển ngay ban sơ tiên. Nếu anh ta cảm thấy bị hút bi bởi ai đó thì hệ thần kinh quản của anh ấy sẽ bước chân hành động. Ngay tức khắc, một chất truyền dẫn thần kinh quản tốt được gọi là endorphin làm kích hoạt dòng máu đổ về cơ quan sinh dục của anh ta. Còn các hormone sinh dục sẽ mất khá nhiều thời gian để tăng dần. Tuy nhiên, khi chạm trán một người gợi cảm, lẽ tự nhiên đàn ông sẽ tăng lượng testosterone đủ cao để thoải mái tán tỉnh người khác phái. Đàn ông có nhiều testosterone cũng được thanh nữ nhiệt tình nồng nhiệt, theo lên tiếng của các nhà nghiên cứu giới tại Đại học Công khoa Michigan, Mỹ. Theo phó giáo sư tâm lý học Richard Lack, cho người đã bỏ công nghiên cứu giấc về mối dây liên hệ giữa testosterone và sự thú vị ở đàn ông, nếu người đàn ông có dồi dào testosterone, phần nhiều thanh nữ nói rằng họ bị hút bi khi nhìn anh ấy. 13 giờ, các nghiên cứu giấc cho thấy rằng lượng testosterone ở thanh nữ có khuynh hướng được thúc đẩy từ những dự đoán về khả năng làm tình với đối tác của họ. Trong một nghiên cứu giấc của Đại học Texas, người ta đã tích lũy 5 loại nước bọt từ những thanh nữ có thời gian quan hệ lâu dài.
Các thí nghiệm đã được thực hiện từ trước đó 2 tuần, trước khi họ nhìn thấy đối tác nam giới, ngày trước đó, trước khi làm tình, ngày sau lần làm tình và 3 ngày sau khi hai người tách ra. Lượng testosterone ở thanh nữ đã đạt đỉnh vào cái ngày trước khi họ nhìn lại đối tác của họ. Chiều tối 18 giờ, khi màn đêm buông xuống, lượng testosterone ở đàn ông mở màn sụt giảm trong khi hormone sinh dục ở thanh nữ lại dần dần tăng lên, dù rằng chậm rì rì hơn rất nhiều. Tuy nhiên, sau một buổi cộng đồng dục lại có thể làm tăng ham muốn tình dục ở cả hai giới. Các nghiên cứu nhất đã chỉ ra rằng lượng testosterone ở đàn ông đã tăng ngoạn mục sau khoảng 30 đến 40 phút ở cường độ cao hay sức chịu đựng bền bỉ. Nghiên cứu nhất của các nhà khoa học tại Đại học California, San Diego, cho thấy rằng đàn ông chăm cộng đồng dục sẽ xoàng xuyên có nhu cầu ham muốn tình dục. Họ cũng lên tiếng rằng có khoảng 30% đàn ông đòi hỏi nhiều hơn và 26% đạt cực khoái. Mức độ hormone tình dục cũng tăng vọt ở thanh nữ sau khi cộng đồng dục. Theo một nghiên cứu nhất của Đại học Texas, thanh nữ có 20% luyện thể dục cho tim mạch sẽ có cảm giác lên khi xem phim khiêu dâm hơn những thanh nữ không luyện bài thể dục này. 19 giờ, đó là thời khắc thư giãn sau một ngày căng thẳng, thậm chí nghe nhạc bằng đĩa để thư giãn cũng có thể làm tăng lượng hormone sinh dục. Một nghiên cứu nhất tại Đại học Nara, Nhật Bản, cho thấy rằng nghe nhạc, bao gồm nhạc pop, và hay chỉ đơn thuần là nghe những bài hát yêu thích, cũng thúc đẩy lượng testosterone một cách thần kỳ ở thanh nữ nhưng lại tác động ngược lại ở nam giới. Các nhà nghiên cứu nhất tin rằng lý do chính bởi vì âm nhạc có thể làm cho thanh nữ thoải mái hơn, suy nghĩ tích cực hơn và cũng như nâng cao ham muốn tình dục, trong khi đó nam giới khi nghe nhạc thì sẽ làm dịu sự hung tàn hăng của họ, vì lẽ đó họ cũng làm giảm luôn lượng testosterone. 20 giờ, xem một trận đấu quan trọng trên truyền hình, thành quả có ra làm sao cũng đều ảnh hưởng đến testosterone của phái mạnh phụ thuộc vào thành quả. Theo một cuộc nghiên cứu nhất về xét nghiệm nước bọt của Đại học Utah Mỹ, các fan thể thao chú ý theo dõi một trận đấu cơ cui đã làm tăng trưởng hormone đạt 20% nếu như đội nhà thắng trận. Nếu như thất bại trong một trận đấu lớn, hormone sinh dục sẽ giảm 20%. Khi đó hẳn sẽ là một tính toán dấn cho các cổ động viên bóng đá Anh. Nhưng ngược lại, thanh nữ bị ảnh hưởng thực sự bởi khả năng chơi thể thao hơn là xem nó. Trong một cuộc nghiên cứu nhất về nữ vận động viên điền kinh quản, lượng testosterone của họ đã tăng ngoạn mục sau những phút chạy dài. 21 giờ, vào giờ này, lượng testosterone của đàn ông giảm xuống mức thấp nhất trong ngày, trong khi ở phái yếu thì lại chạm đỉnh cao nhất. Do đó, nhiều khả năng là thanh nữ sẽ chuẩn bị lên giường. Bà Gabriella Doni giải nghĩa, nhu cầu tình dục ở thanh nữ không phải là một câu chuyện dễ chơi. Với đàn ông, sự ảnh hưởng lớn với vấn đề tình dục là testosterone, trong khi ở thanh nữ, yếu tố kích thích lớn nhất lại là hình ảnh cơ thể và vẻ quyến rũ của chính bản thân cô ấy. Điều đó có nghĩa là nếu thanh nữ cảm thấy họ không thú vị, họ sẽ ít muốn làm tình. Đó là lý do giải nghĩa tại sao thanh nữ có buồng trứng đa năng, người có lượng testosterone tăng thêm, lại không tăng ham muốn tình dục. Họ soàn nhìn bản thân và cảm thấy ái kinh quản về trọng lượng, tự chê mình xấu và nếu không có những điều này thì hormone sinh dục của họ sẽ tăng cao. Sự cao hay thấp lượng testosterone cũng có ảnh hưởng đến ham muốn tình dục của game thủ. 22 giờ, mặc dù lượng testosterone ở nam giới hiện đang ở mức thấp nhất song họ vẫn thích ân ái vào buổi tối. Bà Gabriella phân tích, người ta nói rằng thanh nữ cần một lý do, còn đàn ông dễ chơi chỉ cần một bãi đáp, tôi cho rằng đó là sự thật. Mặc dù lượng testosterone ở nam giới có thể giảm xuống thì mức độ ham muốn của họ vẫn cao hơn thanh nữ, họ chuẩn bị đi tới bến. Một khi cặp đôi đang thỏa sức yêu, nếu lượng testosterone ở thanh nữ đang đạt đỉnh vì đang ở trong giữa chu kỳ tháng của mình, sự cực khoái của thanh nữ xoàn mãnh liệt hơn và cả cơ thể họ cùng cảm nhận rõ rệt điều này. Khi lượng testosterone thấp, cao trào ân ái của người nữ xoàn ít căng thẳng hơn và tập trung chủ yếu ở xung quanh các bộ phận sinh dục. 23 giờ, trong giờ phút diễn ra sự cực khoái, hormone oxytocin hòa hợp sẽ được giải phóng nới giúp cặp đôi quấn sát vào nhau. Ở đàn ông, hormone hòa hợp sẽ giúp cho tuyến tiền liệt và tuyến sinh sản được hợp đồng ăn nhịp với nhau. Ở thanh nữ, nó giúp chăm ngòi cho cơn co tử cung, thúc đẩy tinh dịch di chuyển về phía buồng trứng.
Sự giải phóng oxytocin sau khi làm tình cũng giải nghĩa lý do tại sao đàn ông dễ ợn lăn ra ngủ sau khi thỏa mãn yêu mến. Bà Gatrila giải nghĩa, ở thanh nữ, oxytocin được cho là hormone cho con bú và co thắt cơ bắp. Nhưng ở nam giới, sự giải phóng oxytocin cũng nhập vai trò như một chất truyền dẫn thần kinh quản trong não và cũng có thể thúc đẩy giấc ngủ.